Sức mạnh nội tâm. Sức mạnh nội tâm là thứ mà chúng ta không thể thiếu trong cuộc sống. Sự trưởng thành, kiên cường, mạnh mẽ là một bản năng có được thông qua những trải nghiệm của chúng ta ở nơi đây. Chúng ta tồn tại trong hình hài này, cuộc sống này với mục đích như vậy. Thực chất và bản chất thật sự của chúng ta là hướng tới sự thống nhất, hoàn chỉnh và toàn vẹn để chuyển hóa. Khi không có khả năng phục hồi, đứng dậy sau vấp ngã, vững vàng hơn qua những khoảng thời gian khó khăn, mạnh mẽ hơn qua những trải nghiệm thì chúng ta không có gì cả. Ta không có bài học gì tại nơi đây. Chúng ta có thể có được nhiều thứ trong cuộc sống như xe cộ, tiền bạc, tình yêu. Ta có thể đi du lịch khắp nơi, đến bất cứ nơi đâu ta muốn. Nhưng chúng ta không thể có được sức mạnh nội tâm của mình từ những thứ này. Chúng ta chỉ có thể nhận được sức mạnh nội tâm của mình từ việc tồn tại bản thể thông qua trải nghiệm cuộc sống, lắng nghe và sau đó trưởng thành qua những bài học. Việc giúp đỡ người khác trên hành tinh của bản thân mang lại nhiều điều kỳ diệu cho tất cả chúng ta. Chúng ta chưa thể nhìn thấy, nhưng chúng ở đó, chúng tìm đến và dẫn lối chúng ta tới cánh cửa của sự tỉnh thức và bình yên tâm hồn. Chúng ta từ thân không thể nhìn thấy tương lai và không thể vẽ ra một viễn cảnh nào khác thực sự thay đổi tâm thế hiện tại của một ai đó khi họ đang trong khoảng thời gian khó khăn. Nhưng chúng ta có thể là người trợ giúp họ trên hành trình của mình. Một mình ta không thể xoa dịu mọi nỗi đau, mọi trạng thái bóng tối của một ai đó đang phải đối diện. Nhưng ta có thể là một sự sẻ chia vật chất tinh thần chân thành, một bờ vai để dựa vào, một bàn tay để nắm lấy khi cần thiết. Chính với những hành động tử tế đơn giản như thế, chúng ta có được sức mạnh bên trong khiến chúng ta trở nên khiêm nhường hơn và chuyển hóa nội tại con người của chúng ta đến một trạng thái sâu sắc hơn. Ta tìm được niềm vui ngay từ trong chính suy nghĩ và hành động trao đi vô điều kiện. Một điều gì đó thật sự xứng đáng và không tính toán. Tâm hồn chúng ta kết nối được với sự tự do về trạng thái tâm trí. Bởi ta không sở hữu hay nắm giữ gì cho bản thân. Ta có được niềm vui từ thứ ta trao đi mà không mong cầu được đền đáp lại. Khi thời điểm bóng tối linh hồn ập đến với hành trình của mỗi người, hết lần này tới lần khác, hãy chắc chắn rằng ta sẽ nhìn sâu hơn vào nội tại của mình và tự hỏi bản thân rằng: Tại sao điều này xảy ra với tôi? Nó đang cố gắng dạy tôi điều gì? Chỉ có như vậy, ta mới rút ra được bài học cho mình và biết quý trọng cuộc sống mà ta đang có. Không có bài học, chúng ta không trưởng thành, không chuyển hóa hoặc thay đổi thành con người mà chúng ta muốn trở thành. Vì vậy, khi ta đang ở trong bóng tối, gặp trạng thái khó khăn, mệt mỏi trong cuộc sống, hãy tự hỏi bản thân, tại sao tôi không cho phép mình cảm nhận những cảm giác mà tôi muốn cảm nhận? Cảm thấy tức giận cũng không sao, buồn đau cũng không sao, chúng ta sẽ không phải là con người không tồn tại trong thân xác này nếu không cảm nhận được những cảm xúc, những trải nghiệm như thế. Và những lần tiếp theo, khi trạng thái bóng tối lại tiếp diễn, ta sẽ cảm thấy mệt mỏi hơn ư? Không, ta trở nên mạnh mẽ hơn. Thay vì chỉ cố gắng duy trì mọi thứ trong sự yên ổn giả tạo và trạng thái bình yên tạm thời trong tình huống, né tránh đối diện thực tại đang quá nhiều bộn bề. Cần có một trái tim mạnh mẽ để vẫn duy trì sự an nhiên trên hành trình của cuộc đời với đầy sự tàn khốc, mệt mỏi ngoài kia. Một khi ta đã làm chủ được điều này,
ta đã nắm được một bài học tâm hồn sâu sắc. Đây là nơi sức mạnh bên trong của ta nằm ở vẻ đẹp và sự dịu dàng trong trái tim mình. Ta an ổn ngay trong tâm bảo. Đừng biến mình thành nơi chất chứa những sự mệt mỏi của những ký ức. Hãy buông bỏ những suy nghĩ, vọng tưởng trong quá khứ, tương lai và cả hiện tại. Đừng bám chấp với những định kiến cũ, phân định đúng, sai trong mọi hoàn cảnh. Nếu không làm được điều gì tốt đẹp cho ai đó, thì cũng ngừng phản xét câu chuyện của họ, cũng như ngừng khắt khe với chính bản thân mình. Hãy là một nhân chứng khách quan của cuộc sống, hãy quan sát mọi thứ, và cuộc loại sẽ từ nó xảy nảy ra. Đúng vào lúc ta ít chờ đón nó nhất, lúc ấy ta mới hiểu bản chất sự vật, trạng thái hoàn toàn khác hẳn ấn tượng ban đầu mà ta cứ cố bám chấp với một định kiến cũ. Hãy thoát khỏi mọi ràng buộc, sợ hãi và lo lắng bằng cách giữ tâm trí của mình trong trái tim, trải nghiệm nó bằng trực giác và cảm xúc. Hãy tận hưởng và thư giãn sự tồn tại của bản thể trong cuộc đời dông bão, hít mình trải nghiệm những bài học trong cuộc sống. Có như vậy, cuộc sống của ta mới luôn tươi mới và thấm đậm niềm vui thuần khiết và sự hiện diện vượt thời gian và không gian. Mỗi ngày mới sẽ là một trải nghiệm diệu kỳ của cuộc sống mới, thiên nhiên mới, con người mới. Hãy hạnh phúc, thức tỉnh, tỉnh thức và tự do.